nếu như mình đặt cái tiêu đề của video này là phân tích những bí mật của mona lisa thì đảm bảo là đéo có đứa nào xem luôn thực sự những cái phân tích và nghiên cứu về mona lisa nó nhan nhản trên mạng bí mật còn cả và mình không muốn làm một video để đi nhai lại nội dung của người khác cho nên là video ngày hôm nay nó sẽ hơi đặc biệt một chút và mình sẽ đưa ra những ý kiến chủ quan của mình về xung quanh bức tranh mona lisa thật ra mình không biết là cái video này liệu nó có hay hay không tuy nhiên thì mình chắc chắn một điều là chỉ có thằng nào rảnh mới xem cái video này mấy ông nhìn cái đéo gì? Thế chả phải là mấy ông đang xem cái video này trong lúc mấy ông đang rảnh rỗi à? Ok, trước tiên mình có một tin vui muốn báo cho các bạn trong video này đó là quá trình mình vẽ bức tranh Mona Lisa này trong video sẽ là bản đầy đủ không che. Nhầm, không cắt. Ok, trước tiên chúng ta sẽ tìm hiểu sơ lược về họa sĩ Leonardo da Vinci đã nhé. Leonardo da Vinci, Di Sopiro da Vinci, sinh ngày 14 tháng 5 năm 1452 tại Anciano, Ý, mất ngày mùng 2 tháng 5 năm 1519 tại Amboise, Pháp. Là một họa sĩ, nhà điêu khắc, kiến trúc sư, nhạc sĩ, bác sĩ, kỹ sư, nhà giải phẫu, nhà phát minh và nhà triết học tự nhiên người Ý. Ông được coi là thiên tài toàn năng nhất lịch sử nhân loại. Ôi những cái thông tin như thế này thì mình nghĩ là chắc là ai cũng biết rồi đúng không? Mình là mình không biết, cho đến khi làm cái video này mình mới biết đấy. Thôi bạn nào muốn biết thêm thì lên Wikipedia để tìm hiểu thêm nhé. Chứ còn mình cũng đang đọc từ trên Wikipedia cho các bạn nghe thôi. Chứ nếu cứ đọc mã những cái như này chắc chúng nó tua mẹ hết video mất Nhưng mà mình phải nói một điều là ông này ông giỏi thực sự Một người mà có thể theo đuổi rất là nhiều ngành như là họa sĩ, nhạc sĩ, kiến trúc sư điêu khắc vân vân như thế Người ta gọi là một nghề Người ta bảo một nghề thì sống mà đống nghề thì chết Ông này ông làm không biết bao nhiêu nghề bảo sao ông chẳng nghèo Chứ cứ như mình mình làm có mỗi hai nghề là vẽ tranh và làm video vào buổi sáng Và tiếp khách của buổi tối Chẳng bao giờ sợ đói có một điều khá thú vị mà mình từng đọc trên một tờ báo đó là họa sĩ Leonardo Da Vinci từng bị bắt vì chơi BD đến 3 lần. Xã hội phục hưng thời đó coi đồng tính là một hiện tượng sai trái về mặt đạo đức cho nên là những người nào mà chơi BD sẽ bị tống giam. Không biết là cái tin đồn mà Leonardo Da Vinci bị bắt 3 lần vì tội chơi BD có thật không nhưng mà nếu mà thật thì thích nhỉ. Nếu mà mình có cỗ máy thời gian của Doraemon để quay về thời phục hưng để gặp ông ấy thì mình sẽ gọi ông ấy là Sugar Daddy. Ok, sơ lược về Leonardo da Vinci thì chúng ta chỉ cần biết là ông ấy rất giỏi vẽ và chơi BD. Vậy là được rồi. Còn bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua sơ lược về Mona Lisa nhé. Mona Lisa, chân dung Lisa Gradini, vợ của Francesco del Giocondo, là một bức chân dung thế kỷ 16 được vẽ bằng sơn dầu trên một tấm gỗ dương tại Florence bởi Leonardo da Vinci trong thời kỳ phục hưng Italia tác phẩm thuộc quyền sở hữu của chính phủ Pháp và hiện được trưng bày tại bảo tàng Louvre ở Paris, Pháp với tên gọi là chân dung Lisa Gorardini, vợ của Francesco del Giocondo. Bức tranh là một bức chân dung nửa người và thể hiện một phụ nữ có những nét thể hiện trên khuôn mặt trường miêu tả khá là bí ẩn. Sự mơ hồ trong nét thể hiện của người mẫu, sự lạ thường của thành phần nửa khuôn mặt và sự huyền ảo của các kiểu mẫu hình thức và không khí hư ảo là những tính chất mới lạ góp phần vào sức mê hoặc của bức tranh. Có lẽ nó là bức tranh nổi tiếng nhất từng bị đánh cắp và được thu hồi về bảo tàng Louvre. Ít tác phẩm nghệ thuật khác từng là chủ đề của nhiều sự chăm sóc kỹ lưỡng, nghiên cứu thần thoại hóa và bắt chước tới như vậy. Một sự nghiên cứu và vẽ thử bằng trí than và graphite về Mona Lisa được cho là của Leonardo có trong bộ sưu tập của Hide tại Glens Falls, New York. Ok, vậy thì người đàn bà tên là Lisa này là ai? Mona Lisa có tên đầy đủ là La Lisa Manoban. Nhầm, Lisa Denchokondo, là một thành viên của gia đình Gherardini tại Florence và Tuscany và là vợ của một thương nhân tơ lụa giàu có người Florence là Francesco del Giocondo. Bức tranh được đặt hàng trong ngôi nhà mới của họ và để kỷ niệm ngày sinh của đứa con trai thứ ba, Andrea. Có một điều khá là bí ẩn, đó là kỷ niệm ngày sinh của đứa con trai thứ ba thì phải đặt vẽ chân dung của đứa con trai nhỏ sao lại đặt vẽ chân dung của người mẹ? Lạ vãi Mình đảm bảo rằng sẽ có rất là nhiều người nhầm lẫn rằng Mona Lisa có nghĩa là tên của người trong bức tranh này là họ là Mona, còn tên là Lisa nhưng mà thực tế thì không phải là như vậy trong tiếng ý từ mona là từ viết viết nhanh kiểu viết tắt của từ madonna mà madonna trong tiếng ý có nghĩa là quý cô quý bà madonna khi đọc nhanh người ta sẽ đọc thành mona mà cái từ mona người ta sẽ viết tắt trở thành từ mona từ đó mona lisa có nghĩa là quý cô lisa Mona Lisa là một trong số ít những tác phẩm mà Leonardo da Vinci đã giữ lại bên mình đến tận cuối đời Có một điều khá là bí ẩn ở đây mà mình thắc mắc đó là Rõ ràng là bức tranh Mona Lisa là bức tranh được đặt hàng bởi Francesco del Chocondo Đặt hàng Leonardo da Vinci vẽ tranh cho vợ mình Nhưng mà tại sao Leonardo da Vinci lại không ra bức tranh cho Francesco Theo mình đoán là có khi thằng cha Francesco nó quỳ tiền tranh Dù thế em sống bận Bức tranh nàng Mona Lisa của Leonardo da Vinci đã tạo cảm hứng cho rất nhiều nhà phân tích Từ nghệ thuật tới khoa học, từ phân tích quang học cho tới phân tích tâm lý học Hình thành hình ảnh nụ cười Mona Lisa trong văn học Đại diện cho một cái gì đó rất bí ẩn nhưng thật sâu xa khuôn mặt nàng không biết nàng đang cười hay là đang khóc đấy là một bí mật không ai biết khuôn mặt nàng Mona Lisa trong tranh khiến người ta cũng không thể đoán định được rằng nàng có đang cười hay không nhìn riêng đôi mắt bạn sẽ thấy ánh lên rất nhiều ý vui ý lạc quan yêu đời nhưng nhìn thấp xuống khóe miệng đôi môi ta lại thấy nàng nghiêm nghị đến kỳ lạ trong cái miệng đó ta lại thấy rõ sự hồi hộp lo lắng trong cái nhếch mép cười thế bảo Leonardo da Vinci đã sử dụng một kỹ thuật vẽ Mona Lisa có tên gọi là sfumato Sfumato là một kỹ thuật tạo ra bóng mịn có nghĩa là tạo ra sự chuyển đổi mềm mại giữa màu sắc và tông màu nhằm tăng sự hoàn mỹ cho bức tranh. Thường được sử dụng bằng cách tạo ra độ chói sáng bao gồm các đường kẻ và đường viền từ vùng sáng đến vùng tối. Kỹ thuật này được sử dụng không chỉ để tạo ra một hình ảnh minh họa ảo tưởng và tạo ra những hiệu ứng quanh khuôn mặt Mona Lisa. Ông đã áp dụng kỹ thuật này vào bức họa Mona Lisa khiến bức tranh nổi tiếng kỳ diệu. Mình đọc nãy giờ các bạn hiểu gì không? Cô mình chả hiểu đéo gì cả. Nói nôm na là như thế này có nghĩa là kỹ thuật của ông sử dụng là một kỹ thuật để tạo ảo ảnh có nghĩa là khi mà bạn nhìn vào bức tranh Mona Lisa thì bạn nhìn khi mà bạn nhìn vào đôi mắt thì bạn sẽ có cảm giác là cô ấy đang cười còn khi mà bạn liếc mắt nhìn xuống cái mõm à cái mồm thì bạn sẽ cảm thấy là cô ấy không còn cười nữa đấy là cái sự ảo ảnh trong tranh nói thật là theo cá nhân mình thì mình không biết cái kỹ thuật sfumato hay là sfumato nó là cái gì tuy nhiên thì mình nghĩ là cái mặt bà này trông nó vậy cái mặt bà này kiểu nó thần thái nó vậy ví dụ như là cái mặt mình chẳng hạn cái mặt mình này, nhiều người nhận xét là cái mặt của mình nó cứ lì lì ra, chẳng biết là nó đang nghĩ gì và cái mình là đối tượng rất là lý tưởng thường xuyên bị bạn bè trêu chọc thời đi học Địt mẹ thằng nào ngày xưa chưa tao nhá không biết là cái nụ cười bí ẩn của Mona Lisa là tác giả vô tình hay là hữu ý tuy nhiên thì cái sự mê hoặc trong tranh là không thể phủ nhận thêm một điểm đặc biệt nữa ở bức tranh Mona Lisa đó là Mona Lisa không có lông mu à lông mày có rất là nhiều người lầm tưởng đây là quan niệm cái đẹp đặc trưng của người Ý thời Phục Hưng là phải cạo lông mày. Tuy nhiên thì không phải là như vậy. Năm 2007, theo kết quả của cuộc nghiên cứu mới nhất của kỹ sư Pascal Cote người Pháp, bức họa Mona Lisa không phải là không có lông mày và lông mi như nhiều người vẫn nghĩ. Sau khi quét scan, bức tranh bằng một chiếc máy ảnh đặc biệt có sử dụng 13 giải sóng từ tia tử ngoại cho tới hồng ngoại. Ông phát hiện rằng đôi mắt của Mona Lisa có nét khác. Bức ảnh cận cảnh về đôi mắt của Mona Lisa làm lộ ra một nét bút lông trên vùng lông mày của nàng. Sau khi phát hiện ra điều này thì người ta đã chứng minh rằng nguyên bản của Mona Lisa là có lông mày, tuy nhiên là phần lông mày này có phần bị 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 bay màu theo thời gian và trong quá trình phục chế. Bằng chứng là bức tranh phát thảo nguyên bản của Leonardo da Vinci, Mona Lisa có lông mày và tất cả những bức tranh chép từ thế kỷ 16-17 cũng đều có lông mày. Mona Lisa thực chất là một bức tranh chưa hoàn thành. Trước khi ông qua đời vào năm 1519, Leonardo da Vinci đã để lại rất nhiều tác phẩm chưa hoàn thành cho người trợ lý, trong đó có Mona Lisa. Có thể nhiều bạn chưa biết rằng, bức tranh đa phần mà chúng ta biết hiện nay đó chính là bức Mona Lisa. Tuy nhiên thì Mona Lisa vẫn còn một phiên bản nữa, cũng của chính sinh họa Leonardo da Vinci, đó là Icewood Mona Lisa. Và bức tranh này thì thậm chí được các nhà nghiên cứu giám định có nhân đại sớm hơn khoảng 10 năm so với Mona Lisa mà chúng ta biết hiện nay. Có nghĩa là Icewood Mona Lisa được ra đời trước Mona Lisa 10 năm. Còn bức tranh Mona Lisa mà chúng ta biết hiện nay chỉ là bản sao. Thật sự thì bức tranh bức tranh Icewood Mona Lisa có phải Leonardo da Vinci vẽ hay không thì vẫn còn đang là một điều gây tranh cãi. Tuy nhiên những kết quả giám định lịch sử cho thấy Icewood Mona Lisa ra đời sớm trước 10 năm so với Mona Lisa của chúng ta biết hiện nay. Đó là sự thật. Và nàng Icewood Mona Lisa trông trẻ hơn rất là nhiều so với nàng Mona Lisa của chúng ta và các đường nét trên khuôn mặt của Azwood Mona Lisa có vẻ là hợp gu của người thế kỷ 21 nhiều hơn so với Mona Lisa. Có nghĩa là cầm mặt V-line này, cầm thon gọn và nước da trắng sứ. Azwood Mona Lisa mà sống trong thời hiện đại đảm bảo thành hot girl ngay. Theo các nhà nghiên cứu, gương mặt của Mona Lisa hiện lên 83% hạnh phúc, 9% chán ghét, 6% sợ hãi, 2% tức giận, ít hơn 1% trung tính và 0% ngạc nhiên. Công nhận là mấy ông nghiên cứu này cũng rảnh rỗi nhỉ Mặt bà này bà hạnh phúc hay giận dỗi thì cũng có ảnh hưởng gì đến hòa bình của thế giới đâu Ngoài ra trong đôi mắt của Mona Lisa có ẩn chứa các mật mã Những mật mã đó là gì thì bạn hãy lên Google mà tìm nhé Đằng nào thì các nhà nghiên cứu và phân tích cũng đã tìm ra ý nghĩa của những cái mật mã để đéo đâu Mình đọc làm gì cho mất thời gian Bí ẩn trong đôi tay của Mona Lisa Một trong những câu hỏi hóc búa khác nữa trong họa phẩm này đó là vị trí của cánh tay phải Nằm ngang dưới bụng nàng đây là lần đầu tiên có một họa sĩ đặt cánh tay và cổ tay của người mẫu ở vị trí như vậy. Cote phát hiện thấy màu vẽ ở ngay dưới cổ tay phải, hoàn toàn khớp với màu lớp vải phủ ở đầu gối nàng. Vì vậy điều này hoàn toàn có nghĩa cánh tay và cổ tay nàng đỡ một tấm chăn. Mặc dù phát hiện ra điều này, nhưng kỹ sư người Pháp vẫn chưa hiểu thông điệp mà Da Vinci muốn nói là gì. Các bạn thấy chưa, mình đã bảo là mấy ông nhà nghiên cứu này rảnh rỗi vô cùng. Ông Leonardo Da Vinci ông bảo Mona Lisa đặt tay lên giữa bụng, chỉ đơn giản là vì ông thích thế. Chả có ý nghĩa nào ở đây. Mấy bố nhà nghiên cứu toàn thừa giấy vẽ voi. Có người, người phỏng đoán cho rằng bức tranh Mona Lisa là bức tranh tự họa của chính Leonardo da Vinci. Phỏng đoán vớ vẩn. Có một điều khá là thú vị đó là sau cuộc cách mạng Pháp, bức tranh Mona Lisa được chuyển đến Viện Bảo tàng Louvre, nhưng có một thời gian ngắn được đặt trong phòng ngủ của vua Napoleon trong công điện Tuileries. Mona Lisa đã không được biết đến rộng rãi bên ngoài thế giới nghệ thuật, nhưng trong thập niên 1860, một phần của giới trí thức Pháp đã bắt đầu tung hô nó như là một kiệt tác hội họa thời phục hưng. Trong chiến tranh Pháp phổ năm 1870-1871, bức tranh được chuyển từ bảo tàng Louvre đến The Press Arsenal. Năm 1911, bức tranh vẫn chưa được công chúng ưa chuộng. Ngày 21 tháng 8 năm 1911, bức tranh bị đánh cắp khỏi viện bảo tàng Louvre. Bức tranh mất tích lần đầu tiên được chú ý vào ngày hôm sau bởi họa sĩ Louis Brode. Bảo tàng Louvre đã bị đóng cửa trong một tuần để điều tra. Nhà thơ Pháp Guillaume Apollinaire Guillaume Apollinaire Địt mẹ tên khó phát âm thế bị tình nghi và bị bắt bỏ tù. Apollinaire đã ám chỉ người bạn của mình là Pablo Picasso, chính là đại danh họa Pablo Picasso, người đã bị đưa ra thẩm vấn. Cả hai người sau đó đều đã được minh oan. Thủ phạm thực sự là nhân viên của bảo tàng Louvre, người đã giúp xây dựng tủ kính của bức tranh. Anh ta thực hiện vụ trộm bằng cách vào tòa nhà trong những giờ bình thường, trốn trong tủ đựng chổi và bước ra ngoài với bức tranh dấu dựa á khoác sau khi bảo tàng đóng cửa. Người nhân viên bảo tàng này là một nhà yêu nước người Ý, người tin rằng bức tranh của Leonardo da Vinci nên được trả lại cho một viện bảo tàng của Ý. Ông đã bị Pháp phạt tù 6 tháng vì tội hacker, tuy nhiên ở Ý thì ông lại được ca tụng là một anh hùng yêu nước. Mona Lisa được đưa trở lại Louvre vào ngày 4 tháng 1 năm 1914. Sau vụ bị hack thì Mona Lisa đột nhiên trở nên nổi tiếng vãi trưởng. Vào ngày 30 tháng 12 năm 1956, người Bolivia Hugo Uganda Villegas đã ném một tảng đá vào bức tranh Mona Lisa khi nó đang được trưng bày tại bảo tàng Louvre từ sau vụ phá hoại đó, bức tranh đã được bảo vệ bằng kính vì vài năm sau có một người đàn ông tự nhận là yêu bức tranh và cắt nó bằng một lưỡi dao lam và cố lấy trộm nó. Từ đó, kính chống đạn đã được sử dụng để che chắn bức tranh khỏi bất kỳ cuộc tấn công nào. Sau đó vào năm, sau đó vào ngày 21 tháng 4 năm 1974, khi bức tranh đang được trưng bày tại bảo tàng quốc gia Tokyo, một người phụ nữ đã phun sơn đỏ lên nó như một lời phản đối việc bảo tàng không cung cấp quyền tiếp cận cho người khuyết tật. Vào ngày 2 tháng 8 năm 2009, một phụ nữ người Nga đau khổ vì bị từ chối nhập quốc tịch Pháp đã ném một ly trà bằng sứ vào bức tranh. Trong cả hai trường hợp bức tranh đều không bị hư hại vì đã có tấm kính chống đạn bảo vệ. Hiện tại thì bức tranh này vẫn thu hút hàng triệu lượt tham quan mỗi năm và mỗi lượt khách tham quan chỉ có khoảng 30 giây để ngắm bức tranh. Năm 2010 có một vị bác sĩ người Ý đã xem xét tình trạng xương tấy quanh mắt của Mona Lisa và chẩn đoán Mona Lisa bị thừa cholesterol trong chế độ ăn uống. Và nhìn vẻ mặt mãn nguyện của cô ấy, các bác sĩ cho rằng cô ấy đang mang thai, thậm chí các nhà sĩ còn tìm ra chứng nghiến răng cùng với dấu hiệu mờ nhạt về vết sẹo trên môi làm tăng khả năng nghi ngờ cô ấy là nạn nhân của bạo lực gia đình thực sự thì con cũng đến ạ à mấy bố nhà nghiên cứu chỉ nhìn qua mà một bức tranh mà mấy ông suy đoán ra đủ thứ vào năm 2010 một thanh niên đã cho biết là đã tìm thấy ảnh của khỉ sư tử và một con trâu trong những khoảng tối trên và dưới bức tranh thì đại loại là ông này cho rằng những cái hình ảnh của những cái dặn núi ở đằng sau lưng của Mona Lisa khi mà đặt nghiêng ra thì sẽ nhìn ra những hình ảnh của đầu của khỉ đột của sư tử và của gấu Ok, cá nhân mình đặt nghiêng bức tranh ra thì mình đéo thấy gì hết Mình nghĩ là ông chắc là ông nội nếu ông đang ảo tưởng Giống như là mấy ông nội suốt ngày nhìn vào mấy đám mây trên trời kia xong rồi Tưởng tượng ra đủ các kiểu hình đám mây này nhìn giống hình Pikachu hay nhìn giống hình cao su ấy Ok, đến đây mình xin thông báo với các bạn một điều là video của mình đã đủ thời gian tối thiểu là 10 phút để đặt quảng cáo rồi cho nên mình sẽ tạm dừng video ở đây Cá nhân mình thấy bức tranh Mona Lisa là một bức tranh rất là tuyệt vời Tuy nhiên thì có thể có những cái bí ẩn cần giải đáp tuy nhiên thì theo mình thấy những cái bí ẩn mà các nhà nghiên cứu giải đáp được nó chả giúp ích gì được cho cuộc đời cả mà mình nói thật là những cái như thế nó chỉ gọi là thỏa mãn cái trí tò mò của con người thôi nó giống như là cái trò mà phân tích văn học ngày xưa ấy ngày xưa mình nhớ là mình học cái môn gì mà mình nhớ ngày xưa mình học môn văn có cái bài gì là người lái đò sông đẻ mình nhớ cái bài đấy là một trong những cái tác phẩm hãm lì nhất mình phải học chỉ có một người đàn ông lái đò trên con sông đà mà chả hiểu sao các bà giáo viên lại có thể phân tích ra được là một người anh hùng đang chiến đấu với thiên nhiên cái cái, 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 con mẹ gì và toàn bộ những cái nội dung hay những cái thông điệp mà mình vừa nói trong video này tất cả chỉ đơn giản là ý kiến của cá nhân mình không hề có ý đả kích hay xúc phạm ai cho nên là các bạn cứ xem với video này với mục đích là giải trí thôi nhá đừng có đem xe lĩnh tinh xong rồi bảo thằng này là đi xúc phạm sỉ nhục nọ kia là phiền cho mình lắm à và đừng quên là cái bức tranh chép này của mình mình vẫn đang bán ở trong phần fanpage cá nhân của mình bạn nào hứng thú thì có thể click vào phần link ở dưới phần mô tả để xem nhé bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào video sau à quên nhớ bấm đăng ký kênh cho mình nhé